Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9, cùng nhau giải đề kiểm tra giữa học kỳ 1 nha. Rồi, câu đầu tiên là phần phát âm này. Study, much, century, Boston. Và ở đây các bạn sẽ khoanh vào câu C. Câu C phát âm khác, chữ U này đọc là ở, trong mấy kia đọc là chữ V ngược đó. Study, much, Boston, century, century. Rồi, câu số 2, reason là đọc chữ Y này. Separate ha, đọc là e, releases là chữ y, depend là chữ y luôn. Vậy ở đây chúng ta khoanh ở câu B. Câu số 3, attend, chữ e đọc là e luôn nè. Attend, advertisement, spoken, excellent. Ở đây chúng ta sẽ khoanh ở câu A, mấy cái đọc là ẩn ha, advertisement, spoken, excellent. Climate, climate chữ y đọc là ai này. Primary là I này, tropical là E này, divide đọc là I này. Vậy đây chúng ta sẽ khoanh vào câu C. Rồi, câu số 4, câu số 5, now, town, brown, tomorrow, đọc là O này. Trong mấy cái đọc là out, vậy chúng ta sẽ khoanh vào câu D. Rồi, chúng ta xuống bài dưới. Cô ta vừa mới sửa xe đạp cô ấy gần đây. Bây giờ các bạn lưu ý cái từ recently là dấu hiệu của thì. Recently là dấu hiệu của thì gì? Của thì hiện tại hoàn thành, have or has cộng động từ cột 3 diễn tả một hành động vừa mới xảy ra. Hiện tại hoàn thành, have or has cộng động từ cột 3. Chúng ta chọn câu A. Câu B là thì quá khứ hoàn thành nè. Câu A là hiện tại hoàn thành, chúng ta chọn câu A nhé. Rồi, câu 2 các bạn nhìn vào wish là câu điều ước. Câu điều ước ha. Hiện tại tôi ước là tôi có đủ tiền để mua cái xe hơi đó. Câu điều ước hiện tại là chủ ngữ cộng wish cộng chủ ngữ cộng với thì gì? Cộng với cái thì quá khứ giả định là quá khứ đơn mà xài word cho tất cả các ngôi nếu có to be. Còn bình thường chúng ta động từ cột 2 như thế này, đó là câu C. Câu số 3, cái đây là cái áo blue yêu thích ngắn tay của tôi, ngắn tay yêu thích nhất của tôi. Ở đây sẽ là ngắn tay, chọn câu A này. Rồi câu 4, bạn đã bao giờ đến nước Pháp chưa? Cái câu hỏi mà đây là câu hiện tại hoàn thành. Trong câu nghi vấn như này nha, trong câu nghi vấn như này chúng ta xài ever nhé. Đã bao giờ, have you ever been to France? Câu số 5, Nguyễn Du được xem là một nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam. Đây sẽ là nhà thơ, chọn câu A, poet. Rồi, Malaysia được chia thành hai vùng, divide, divide sẽ đi với into. Divide into là chia thành cái gì đó, chia thành bao nhiêu đó. Câu số 7, student and worker, học sinh và công nhân thích mặc đồ jean bởi vì chúng rất khỏe, rất là bền đó, rất bền. Chúng ta chọn câu because, bởi vì. Đơn vị tiền tệ sẽ là the unit, the unit of currency là đơn vị tiền tệ của Mỹ là đô la. Câu số 9, ngôi nhà này thì được xây cách đây 20 năm. Lưu ý, ago là dấu hiệu của thì quá khứ đơn, chủ ngữ là vật, vậy đây là bị động của quá khứ đơn. Was, were cộng động từ cột 3, chúng ta sẽ chọn câu D. Rồi, câu số 10. Nga đã nhận được một lá thư của tôi cách đây một tuần. Bây giờ nhìn thấy cái từ ago. Ago là dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Ago là dấu hiệu của quá khứ đơn. Quá khứ đơn. Quá khứ đơn là chủ ngữ cộng với động từ cột 2 hoặc động từ thêm ed. Cho nên là đây chúng ta sẽ chọn câu A. Receive thêm ed nè. Rồi, câu số 11. Ngôn ngữ quốc gia của Malaysia đó là Bahasa Malaysia. Chúng ta chọn câu C. Câu số 12. Đây là câu điều ước. Câu điều ước ở hiện tại này. Câu điều ước này. Ở hiện tại. Ở hiện tại ấy thì chúng ta sẽ có chủ ngữ cộng với quiz cộng với chủ ngữ cộng với quá khứ giả định. Quá khứ giả định là quá khứ đơn, nhưng mà nếu có to be thì xài were cho tất cả các ngôi. Rồi, ở tương lai, câu điều ước ở tương lai đó là chủ ngữ cộng với quiz cộng với chủ ngữ cộng với would cộng với động từ nguyên mẫu. Ở đây chúng ta xài were. Rồi, sang câu tiếp theo. Vào năm một những năm 1970 còn jean rẻ hơn, vì thế rẻ hơn rất nhiều, có nhiều người có rất nhiều người mặc đồ này. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái từ rẻ hơn, cheaper. Rồi, câu số 14, cái bài kiểm tra này bây giờ thứ nhất đây là modal verb, và cái thứ hai mất là modal verb này, cái thứ hai bài kiểm tra là vật, chủ ngữ vật thì phải là câu bị động. Câu bị động của modal verb đó là must be
cộng với động từ cột 3 past participle. Ở đây chúng ta sẽ xài be done. Câu số 15, cái từ jean đến từ một cái loại chất liệu được làm từ châu Âu. Cái này là kiến thức trong bài đọc. Chúng ta sẽ chọn câu C, Europe, châu Âu. Rồi xuống cái bài áo dài. Rồi bài áo dài nè, đọc bài nè. Trong nhiều thế kỷ, các bài thơ, các nhà thơ, tác giả, nhạc sĩ đã đề cập tới bài áo dài trong những bài thơ, tiểu thuyết, bài hát. Áo dài là cái đầm truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Nó bao gồm một cái tà dài mà được xẻ hai bên và mặc bên ngoài một cái quần rộng. Một cách truyền thống thì cả đàn ông và đàn bà được mặc theo truyền thống á, và thiết kế và chất liệu vải cho đàn ông và đàn bà thì khác nhau. Ngày nay thì phụ nữ luôn luôn mặc nó ở vào những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ Việt Nam ngày nay thích mặc đồ hiện đại ở công sở hơn, bởi vì nó thoải mái hơn, thuận tiện hơn, more convenient, thuận tiện hơn. Bây giờ thì rất nhiều nhà thiết kế thời trang, fashion designer, nhà thiết kế thời trang muốn thay đổi áo dài. Một vài người thì đã in những dòng thơ, in dòng thơ lên trên áo dài, vì thế nhìn nó rất là hiện đại và thời trang. Những người khác thì những nhà thiết kế khác lấy cảm hứng từ những dân tộc thiểu số ở Việt Nam, họ tới những ngôi làng và học hỏi những cái thiết kế truyền thống và những biểu tượng truyền thống như là mặt trời, ngôi sao, sọc, chữ thập. Họ đã thêm những cái mẫu này, những cái họa tiết này vào áo dài, vì thế những người phụ nữ Việt Nam có thể tiếp tục mặc áo dài. Tiếp tục mặc cái đầm độc nhất vô nhị này mà bây giờ vừa mang tính truyền thống vừa mang tính thời trang. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài. Để làm được bài này chúng ta phải dịch được cái câu hỏi. Why là tại sao, woman là phụ nữ, prefer là thích, wear là mặc, modern là hiện đại, clothing là quần áo, ứng dụng là cơ quan công sở. Tức là tại sao những người phụ nữ lại thích mặc quần áo, những quần áo hiện đại ở công sở, bởi vì lúc nãy chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta thấy cái từ more convenient đấy nằm ở đây. Cho nên trong câu này chúng ta sẽ thay vào câu C. Câu số 2, có bao nhiêu cách mà trong bài đọc này nó đề cập tới trong việc hiện đại hóa áo dài. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn đây. Thứ nhất là thêm dòng thơ, thêm những dòng thơ vào. Cách thứ hai là thêm những họa tiết của những đồng bào dân tộc vào. Đó, vậy thì chúng ta sẽ chọn câu C là 2, chủ. Câu số 3, ai từng mặc áo dài? Theo truyền thống thì ai đã từng mặc áo dài? Ai đã từng mặc áo dài này? Cả đàn ông và cả phụ nữ đã từng mặc áo dài, chúng ta chọn câu C. Rồi câu số 4, in những dòng thơ vào áo dài là một cách để làm gì nó? A mô tả, B thiết kế, C hiện đại hóa, D là học hỏi. Vậy chúng ta sẽ khoanh vào hiện đại hóa là modern này. Rồi câu số 5, câu nào sau đây thì đúng? Câu A, modern là hiện đại, clothing là quần áo hiện đại. In not as convenient as the áo dài. Bây giờ quần áo hiện đại là không có thoải mái bằng, không có tiện lợi bằng áo dài là sai nè. Áo dài isn't, the áo dài isn't slit on the side. Áo dài không được cắt xẻ hai bên là sai luôn nè. Áo dài has been mentioned by writer, poet and musician. Áo dài được đề cập bởi tác giả, nhà thơ, nhà văn thì là nhạc sĩ, đây là đúng nè. Câu C, chất liệu cho đàn ông và phụ nữ thì giống nhau là sai. Ở đây chúng ta chọn câu D. Rồi xuống bài viết lại câu và nghĩa không đổi. Cô ta vừa mới mua cái áo sơ mi đó mà gần đây. Đây là cái câu hiện tại hoàn thành. Bây giờ cô ta vừa mới mua cái đầm đấy, vừa mới mua cái áo đó. Vậy cái áo đó được mua đúng không? Được mua, chúng ta đưa cái áo đằng trước, đưa vật ra đằng trước. Tức là đây là câu gì? Đây là câu bị động nha. Đây là câu bị động của thì hiện tại hoàn thành. Bị động của hiện tại hoàn thành là chủ ngữ cộng have or has cộng với been cộng động từ cột 3. Giờ cái áo là chủ ngữ số ít, chúng ta sẽ has và thêm been vào. Động từ cột 3 sẽ là bought, recently. Chúng ta không cần phải buy her nữa, bỏ luôn. Bố của tôi sẽ sửa chữa cái xe đạp của tôi vào sáng ngày mai. Bây giờ cái xe đạp đưa ra đằng trước, tức là câu bị động. Câu bị động của thì tương lai. Ở bên trên chúng ta nhìn thấy will prepare, đây là thì tương lai này. Chúng ta câu bị động của thì tương lai là will be, còn động từ cột 3. Vậy ở đây sẽ là will be prepare ED nè. Đó. By my father, bởi bố của tôi, tomorrow. Đó. Rồi câu số 3, cô ta đã viết một lá thư vào sáng ngày hôm qua. Cô ấy đã viết một lá thư vào sáng ngày hôm qua.
Rồi chúng ta chuyển thành một lá thư đã được viết ngày vào sáng ngày hôm qua bởi cô ấy. Rồi, cô ta đã viết một lá thư vào sáng ngày hôm qua. Bây giờ một lá thư được viết vào sáng ngày hôm qua nha. Bây giờ chúng ta xác định bên trên là thì quá khứ đơn. Chúng ta chuyển sang bị động quá khứ đơn sẽ là was, were, còn động từ cột 3. Written yesterday. Morning. Bài hơi khỏi cần viết. Cô ta không có nhiều bạn bè. Bây giờ cô ta đưa ước là cô ta có nhiều bạn bè này. Chúng ta sẽ viết này. She weak. She had many friends. Đây là câu đối hiện tại. Họ sẽ mua một cái xe hơi mới vào tuần tới. Bây giờ chúng ta sẽ viết thành câu bị động của thì tương lai. Chiếc xe hơi mới sẽ được mua vào tuần tới bởi họ. Vậy là thì tương lai gần ấy. Is, going, rồi to, rồi be. Xong rồi động từ chính của ta chuyển thành cột 3 là bought. Next week. Bài đâm thì khỏi cần viết. Rồi, phần dưới đây là cái bài nghe. Dưới đây là bài nghe nè. Bài 1, bây giờ hãy nghe một tài xế taxi nói chuyện với một cơ quan du lịch về chuyến bay và kiểm tra câu trả lời này. Đấy. Rồi câu số 2, nghe một đoạn hội thoại giữa hai người bạn về kế hoạch đi 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 chơi. Hãy dự đoán cái loại thông tin mà bạn nghe, số này, chữ này, thời gian, tên để điền vô đây. Đấy, có 3 cái thôi. Rồi, chúng ta sẽ có một cái video để mà nghe. Bài của chúng ta đây là hết rồi.